Một hôm, ông nhà giàu sai người đầy tớ làm thịt một con heo. Ông dặn dò người đầy tớ: con xem cái gì ngon nhất thì đem dâng cho ta. Người đầy tớ làm thịt heo xong thì đem dâng cái lưỡi cho ông nhà giàu. Vài hôm sau đó, ông lại bảo người đầy tớ làm thịt một con heo khác. Lần này thì ông dặn dò: con coi cái gì dở nhất thì đem dâng cho ta. Làm thịt heo xong cũng như lần trước, người đầy tớ lại dâng cái lưỡi cho ông chủ của mình. Khi thấy người đầy tớ dâng cái lưỡi thì ông nhà giàu liền quát: chú này lạ, bữa trước tôi dặn chú dâng cái ngon nhất, chú dâng cái lưỡi. Bữa nay tôi dặn chú dâng cái dở nhất, chú cũng dâng cái lưỡi, như vậy có nghĩa là sao? Ông đầy tớ mới thưa rằng: dạ thưa ông, cũng là cái lưỡi, nhưng khi nó tử tế thì mọi việc tốt đẹp biết bao. Khi nó không tử tế thì mọi chuyện tai hại biết bao. Ông nhà giàu gật đầu thầm hiểu ra cái điều gì đó từ lời người đầy tớ nói. Thưa các bạn, đây là câu chuyện khiến cho chúng ta cần phải suy nghĩ, cân nhắc những điều mình nói, coi nó phù hợp hay chưa phù hợp, đúng hay chưa đúng. Ngày hôm nay có nhiều người sanh ra từ nhỏ đã không nói được, hoặc có những người nói nhưng không tròn câu tròn chữ. Tất cả đều có nhân quả của kiếp trước. Đó là những người đã sử dụng cái lưỡi của mình sai. Sử dụng sai, thế cho nên cái kiếp này phải chịu cái quả báo, đó là có lưỡi nhưng không nói được, hoặc là không có lưỡi. Cũng là lời nói, nhưng nếu chúng ta sử dụng đúng cách, chúng ta khéo sử dụng ngôn ngữ, thì có thể nó soi dịu được nỗi đau của người khác. Nó làm cho con người hàn gắn tình cảm, xích lại gần nhau hơn, tạo cho cuộc đời nhiều niềm vui hơn. Nhưng nếu chúng ta không biết cách sử dụng ngôn ngữ, chúng ta thô thiển, chúng ta thô tháo, thì cái ngôn ngữ đó có thể làm cho người khác đau khổ, làm cho tình cảm bị sứt mẻ, làm cho vết thương lòng ngày càng sâu nặng thêm. Bởi thế cho nên người xưa nói, trước khi nói nên uống lưỡi 7 lần. Có nghĩa là chúng ta cần phải cân nhắc, suy nghĩ cho thật kỹ những điều chúng ta chuẩn bị nói, coi nó có đem lại lợi ích hay không đem lại lợi ích, nó có đem lại niềm vui cho người khác hay nó đem lại đau khổ cho người khác. Người xưa cũng lại nói rằng: lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Trong cuộc sống hôm nay, chúng ta nói những điều khiến cho vừa lòng nhau hay là khiến cho người khác không vừa lòng, chúng ta cần phải xem xét trở lại. Có những người khi họ nói ra câu gì, người khác lắng nghe và cảm thấy thích thú, cảm thấy gần gũi người đó, càng gần gũi càng học được những bài học quý giá. Cũng có những người khi gần gũi một lần, người khác không bao giờ muốn gặp lại họ lần thứ hai, bởi vì cách nói chuyện thô lỗ cọc cằn và dường như không có gì để đáng học hỏi trong những câu chuyện tiếp xúc với họ. Tất cả chúng ta có thể làm cho cuộc đời thêm đẹp từ cái lưỡi của mình. Ta làm cho tình cảm ngày càng nồng nàn hơn từ cái lưỡi của mình. Đừng nên sử dụng cái lưỡi của mình làm cho xã hội đau thương, làm cho loài người phải đau khổ. Cũng từ cái lưỡi, nhưng nó có thể thành hoa, thành mật. Nhưng cũng từ cái lưỡi, nó có thể là dao, là búa để giết chết con người. Cầu chúc cho tất cả chúng ta sử dụng cái lưỡi đúng cách để cuộc đời nở trăm hoa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa cùng quý Phật tử, hôm nay Thầy nhận được một tin nhắn đọc rất là cảm động. Thưa Thầy, con rất là thương mẹ con. Cách đây 6 ngày, mẹ có biểu hiện lạ về sức khỏe. Con đưa mẹ đi khám thì phát hiện mẹ bị ung thư giai đoạn cuối. Con rất đau khổ và mẹ con đã suy sụp tinh thần. Xin Thầy chỉ dạy cho con cách nào để cứu mẹ con. Con không muốn mẹ xa con không muốn mất mẹ. Xin Thầy giúp con ngàn lần đội ơn Thầy. Trước hết, Minh Thiền xin được chia sẻ những nỗi khổ niềm đau với bản thân của những ai đang vướng phải căn bệnh và những người thân, người thương của người bệnh. Thú thật, Minh Thiền không có phép màu để lấy căn bệnh đó ra khỏi cơ thể của các vị, và Minh Thiền cũng không có phương pháp nào để giúp đỡ các vị thoát khỏi căn bệnh này. Nhưng ở đây Minh Thiền có lời khuyên. Thứ nhất là chúng ta cần phải y theo sự hướng dẫn của bác sĩ để chữa trị một cách chân tình nhất. Thứ hai,
bản thân của người bệnh cần phải chấn chỉnh tinh thần, đừng có quá đau khổ, đừng quá lo lắng về căn bệnh và cũng đừng nghĩ nhiều về cái chết. Nếu như chúng ta quá đau khổ, quá lo lắng, đó là cơ hội, là điều kiện để giúp cho căn bệnh tàn phá sức khỏe và bản thân của mình một cách nhanh chóng. Thay vì căn bệnh sẽ từ từ gặm nhấm sức khỏe và từ từ cướp đoạt đi sự sống của chính mình. Nhưng do mình quá lo lắng, mình quá sợ hãi về nó, thế cho nên mình đã tạo cho nó có điều kiện nhanh chóng để tàn phá sức khỏe và cướp đi sinh mạng của chính mình. Vì vậy, người bệnh cần lạc quan, cần yêu đời. Hãy thấy mình như là một người không bệnh, mặc dù mình vẫn sử dụng phương thuốc để điều trị. Và hãy làm những việc mình thích. Hãy trân trọng tất cả mối liên hệ tình cảm mà đang có mặt trong đời sống của mình. Hãy đi đến những nơi mình muốn đi. Hãy ăn những cái món mà mình thích được ăn. Và nếu có điều kiện thì chúng ta nên dành nhiều thời gian để đi chùa, tham dự những khóa tu, cố gắng niệm Phật, cố gắng trì chú. Biết đâu nhờ câu niệm Phật, nhờ câu trì chú, nhờ công đức tu tập mà phước lành và điều màu nhiệm đến với mình. Trong thực tế, có rất nhiều người vướng phải căn bệnh quái ác, sinh mạng của họ chỉ còn được vài tháng, nhưng họ biết tu tạo những phước lành, họ biết làm những công đức, họ lạc quan, họ yêu đời, bỗng nhiên phép màu đến với họ, đẩy lùi căn bệnh đó đi. Đây cũng là một trường hợp ít thôi, nhưng biết đâu chúng ta chân tình thì chúng ta sẽ là một trong những người có mặt trong những trường hợp ít ỏi này. Điều thứ hai thầy muốn khuyên người bệnh nên thấy rõ rằng khi chúng ta có mặt ở giữa trần gian này thì cái chết nó đã treo lơ lửng trên đầu của chúng ta rồi. Nó có thể rớt xuống đời ta bất cứ lúc nào. Và cái chết nó không phải chỉ đến với bản thân ta, cái bệnh nó không phải đến với bản thân ta, mà nó đến với tất cả mọi người có mặt giữa trần gian này. Thế cho nên đừng quá bi quan, tại sao cái điều không may mắn đó, cái điều tồi tệ đó lại đến với đời tôi. Xin thưa, nó không phải đến với riêng quý vị, mà nó đến với tất cả mọi con người có mặt trên hành tinh này. Đức Phật đã từng dạy, sự chết nó đang có mặt trong sự sống, cái bệnh nó đang có mặt trong sức khỏe, và cái già nua nó đang có mặt trong cái tuổi trẻ này. Thế cho nên chúng ta hiểu được lời Phật dạy, chúng ta chấp nhận thực tế những điều không may mắn đang xảy đến với mình. Theo quan điểm của nhà Phật, nếu như chúng ta gặp những điều bất an, đau khổ, không may mắn đến với mình thì cũng do cái nghiệp lực của mình tạo trong kiếp này hoặc là tạo ở kiếp quá khứ. Biết như vậy thì cố gắng nỗ lực mà ăn năn với những lỗi lầm của mình đã tạo trong kiếp quá khứ và kiếp hiện tại. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải có một cái tinh thần để chuẩn bị cho mọi thứ tồi tệ nhất đến với mình. Cái tinh thần để chuẩn bị tốt nhất đó chính là chúng ta cần phải sống thật là tốt cho những ngày tháng còn lại. Và nếu là Phật tử thì chúng ta cần phải tu tập cho tinh cần với những ngày tháng ít ỏi còn lại và sẵn sàng chấp nhận cái ngày đen tối đến với bản thân của mình. Điều thứ hai, thầy muốn khuyên những người thân của người bệnh. Người bệnh tinh thần họ đã không đủ vững chãi rồi thì người thân của người bệnh phải có tinh thần vững chãi. Vững chãi ở đây là chúng ta không có quá buồn khổ, không có quá đau thương, chúng ta chấp nhận thực tế. Chúng ta phải vững chãi để rồi làm điểm tựa cho người bệnh còn nương tựa mình. Mình có vững chãi thì mình mới có thể an ủi, vỗ về, khuyên người bệnh hãy cố gắng suy nghĩ tích cực, sống tích cực. Chúng ta hãy thể hiện tất cả tình thương để cho người bệnh cảm nhận được rằng họ không bị bỏ rơi. Bởi vì nếu như họ có cảm giác bỏ rơi thì họ lại càng đau khổ nhiều hơn nữa. Vì vậy chúng ta thể hiện cho họ thấy họ luôn được sống trong tình cảm, trong cái nồng nàn yêu thương của người thân, của người thương và của gia đình. Và ở đây thầy muốn khuyên tất cả, rồi tất cả chúng ta, những người đang khỏe mạnh đây, một ngày nào đó căn bệnh cũng sẽ rớt xuống trúng đời ta. Rồi cái thanh xuân của chúng ta đây, một ngày nào đó cũng phải nhường lại cho
cho cái già nua bệnh tật. Rồi cái sự sống của chúng ta đây một ngày nào đó cũng phải nhường lại cho cái chết. Vì thế chúng ta hãy trân trọng cái sức khỏe hiện tại của mình, trân trọng cái thanh xuân của mình, trân trọng những ngày tháng mình còn lại có mặt trên cuộc đời. Hãy sống một đời sống thật ý nghĩa, sống thật chân thành, để khi ta nhắm mắt, ta xuôi tay, ta đủ tự tin rằng ta đã sống trọn vẹn một kiếp làm người, sống không phí phạm khi ta có mặt giữa trần gian này. Cầu mong cho chúng ta sống có đủ niềm tin, sống một đời sống thật ý nghĩa và đối diện được với tất cả mọi thứ đến với mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong một trận đánh quan trọng chống lại giặc ngoại xâm mà số lượng của quân địch đông hơn mình gấp bội, vị tướng quân thấy rõ sự lo lắng trên từng khuôn mặt của các tướng sĩ. Ông nghĩ rằng nếu như ta không khích lệ lòng dũng cảm của họ, trận đánh này chúng ta sẽ thất bại. Chiều hôm đó, ông cho tướng sĩ tập trung trước một ngôi đền. Ông nói, tất cả chúng ta hãy cầu nguyện thần linh giúp đỡ chúng ta trong trận đánh này. Rồi ông cầm một cái đồng tiền và nói rằng, thần linh sẽ giúp đỡ chúng ta nếu như đồng tiền có mặt chữ nằm ngửa lên thì chúng ta sẽ chiến thắng. Đồng tiền có mặt chữ mà nằm úp xuống chúng ta sẽ thất bại. Thế rồi ông gieo đồng tiền lên và đồng tiền có mặt chữ đã ngửa lên. Trong trận đánh đó, quân sĩ của ông đã giành chiến thắng. Khi khao quân để ăn mừng cho chiến thắng vẻ vang vừa rồi đó, thì tất cả quân sĩ mới nói rằng chúng ta hãy tạ ơn thần linh vì nhờ thần linh giúp đỡ chúng ta trong cái trận đánh này. Vị tướng quân mới nói rằng trận đánh này chiến thắng là nhờ vào sức lực của tất cả chúng ta chứ không phải nhờ vào thần linh. Và ông đưa đồng tiền ra cho tướng sĩ xem thì cả hai mặt đồng tiền đều có chữ. Cuộc sống này cũng vậy. Nếu chúng ta mai phước gặp phải một người lãnh đạo biết khích lệ tinh thần mình đúng thời điểm, cuộc đời mình sẽ tốt hơn. Gặp phải một người lãnh đạo không thông minh, không tài giỏi, cuộc đời chúng ta sẽ gặp rất nhiều những khó khăn. Điều thứ hai, làm lãnh đạo phải biết cách lãnh đạo thì những người dưới của mình sẽ trung thành và kết quả chúng ta gặt hái được nó như ý. Còn nếu như là lãnh đạo mà không biết cách, không hiểu được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của những người cấp dưới thì chúng ta dễ dẫn đến thất bại. Một điều nữa để nói với nhau rằng trong cuộc sống này, tất cả mọi thứ về liên quan đến cuộc đời của ta đó, phải do ta quyết định, chứ không phải là Thượng Đế với Thần Linh quyết định. Trận đấu đó nếu như tất cả các tướng sĩ không dùng lòng quả cảm, không đem hết sức lực của mình ra để chiến đấu, họ đã thua. Vì vậy cho nên cuộc sống này phải nỗ lực hết mình, cố gắng phấn đấu làm tốt mọi thứ trong công việc, trong đời sống của mình thì chúng ta sẽ gặt hái được thành quả như ý. Còn trái lại, chúng ta cứ trông chờ vào sự may rủi, trông chờ vào sự ban phước của thần linh, của Thượng Đế, tất khắc chúng ta sẽ thất bại. Không ai có quyền ban phước giáng quả cho ta, không ai có quyền chen vào cuộc đời của ta ngoài chính bản thân của chúng ta ra. Thế nên hãy sống thật tốt, hãy làm việc thật tốt để mọi thứ của ngày hôm nay và ngày mai đến với chúng ta như ý. Còn nếu như chúng ta chỉ trông chờ, chỉ ngồi đó mà cầu nguyện, ngồi đó mà lại lục, ngồi đó mà van xin vào tình thương của thần linh, của Thượng Đế, thì tôi tin chắc rằng các bạn đã sai. Cầu mong cho tất cả chúng ta có được cái nhìn sáng suốt để quyết định về đời sống và thân phận của chính mình. Đức Phật đi vào trong ngôi làng trải lưới để khất thực. Ngài đi từ đầu làng đến cuối làng mà không xin được vật gì. Người dân trong làng không ai cho Ngài dù chỉ một nắm cơm, một vát xôi hay là một cái bánh. Đức Phật không khất thực được ở ngôi làng đó. Nhưng hôm sau, Đức Phật lại dạy Ngài Mục Kiền Liên là vị đệ tử của Ngài. Này Mục Kiền Liên, con hãy vào trong ngôi làng trải lưới ấy mà khất thực. Ta thấy con và người dân trong làng có nhân duyên cùng với nhau. Ngài Mục Kiền Liên đi vào trong ngôi làng đó khất thực. Khi vừa thấy hình ảnh Ngài Mục Kiền Liên đến, thì tất cả người dân trong làng già trẻ lớn bé chạy ra chào đón Ngài, như chào đón một người ân nhân, một người thân thương mà tự bấy lâu nay trở về làng. Rồi Ngài Mục Kiền Liên trở về với biết bao nhiêu là những thực phẩm ngon. Lúc bấy giờ, các thầy tỳ kheo hỏi Đức Phật, bạch Thế Tôn, với cái phước đức to lớn của Thế Tôn mà tại sao người dân trong làng không cung kính cúng dường?
mà đối với tôn giả Mục Kiền Liên lại được người dân xem trọng cung kính như thế. Đức Phật mỉm cười và nói, đó là cái duyên mà Mục Kiền Liên đã từng tạo ra trong kiếp quá khứ. Đức Phật mới kể lại câu chuyện quá khứ thế này. Ta và Mục Kiền Liên vào một thở xa xưa từng là hai người bạn đi vào trong rừng để đốn củi. Hôm đó ta thấy một tổ ong, ta mới đem lửa để đốt tổ ong đó. Còn Mục Kiền Liên là người ngăn cản, là Mục Kiền Liên không cho ta đốt tổ ong, mà còn tìm cách cứu tổ ong và đưa tổ ong đó đến một cành cây cao khác. Thế cho nên bây giờ những người mà trong làng đó là những con ong ngày xưa được tái sanh trở lại, thế nên họ gặp ta thì họ không cung kính, họ không đón chào, họ không vui vẻ, có người còn thù oán ta nữa. Nhưng khi thấy Mục Kiền Liên thì tự nhiên họ lại sanh tâm cung kính, mà họ không biết lý do gì. Đó chính là nhân duyên ngày xưa Mục Kiền Liên đã từng cứu mạng họ, còn ta là người cố tâm giết họ. Thế cho nên ở đây chúng ta thấy, đôi khi mình cũng là học trò, học chung một thầy hay một cô giáo, nhưng mà người bạn của mình á lại được thầy cô rất là thương, dạy rất tận tình, còn đối với mình thầy cô dạy một cách rất hờn hợt. Cũng làm chung trong một công ty ấy vậy mà chị giám đốc lại thương người bạn của mình hơn, bao nhiêu cái ưu ái dành hết cho bạn, còn đối với mình thì chị giám đốc luôn luôn tìm cách làm khó. Họ giả chăng bước ra đường, tự nhiên có người họ đến họ ghét mình. Mình không làm gì họ, mình nhìn lại là cuộc đời mình chưa từng gặp họ và chưa làm gì để mà trái ý nghịch lòng họ, ấy vậy mà họ ghét cay ghét đắng mình, họ xem mình như là kẻ thù. Tất cả những điều đó phải nên nhớ rằng chúng ta đã từng gặp nhau và tạo nhân duyên không tốt với nhau trong đời quá khứ. Trái lại, bây giờ tự nhiên ta bước chân ra đường, hay ta đến trường học, hay là đến công sở, đến cơ quan làm, tự nhiên gặp rất nhiều người, họ giả chăng một người, họ thương ta, họ quý ta, họ lo lắng cho ta từng chút, tất cả những cái gì đẹp nhất họ dành cho ta. Chúng ta biết rằng chúng ta với họ đã từng tạo cái duyên tốt lành với nhau trong đời quá khứ. Vì vậy cho nên có những cái xảy ra trong cuộc đời này không có cái gì gọi là tự nhiên, là ngẫu nhiên cả. Nó luôn có nguyên nhân, nó luôn có lý do, nó luôn có cái tiền kiếp quá khứ đã từng gặp nhau, đã từng gây tạo hoặc tốt hoặc xấu với nhau rồi. Có anh chàng đó kể, thầy ơi con chẳng biết nó là ai, nhưng mà tự nhiên vừa thấy con trong quán cà phê là nó đứng lên, nó đòi đánh con, nó đòi chửi con. Ồ, con đã từng nợ nó trong kiếp quá khứ, con đã từng hâm he, con đã từng hâm dọa, con đã từng gây thù chuốc oán với nó trong kiếp quá khứ. Thế cho nên bây giờ cái đó là cái nghiệp của con phải trả. Thế cho nên biết những điều này rồi á, chúng ta đối diện với hoàn cảnh trong cuộc đời này, dù tốt, dù xấu, dù thuận, dù nghịch, quán chiếu nhân duyên của kiếp trước, nhìn nhận thực tế mà biết được kiếp trước mình đã tạo điều tốt hay không tốt, thuận hay không thuận, thì chúng ta sẽ có cuộc sống an nhàn tỉnh thơi hơn. Từ đó mình mới rút ra kinh nghiệm, nếu muốn những ngày sau của mình á được tốt đẹp, gặp mọi hoàn cảnh thuận lợi, thì bây giờ mình phải tạo hoàn cảnh thuận lợi trong đời sống hiện tại, là hãy luôn vui vẻ với mọi người, giúp đỡ, nâng đỡ mọi người, hãy luôn sống hết lòng với mọi người, thì tự nhiên sau này người ta sẽ nâng đỡ mình, sẽ sống hết lòng với mình. Xin cầu chúc cho chúng ta sẽ có đời sống rất là thuận lợi trong ngày hôm nay và lẫn ở ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xưa có một ngôi chùa ở trên núi, sau những ngày mưa thì quý thầy đem những quyển kinh sách lời Phật dạy ra để trên những cái tảng đá để phơi, vì sợ nó bị ẩm, bị mốc, bị hư. Nhiều lần như vậy, người dân trong vùng họ thấy, họ mới đồn thổi lên một cái tin, nói rằng ai mà hưởng được cái ngọn gió đi qua những trang kinh thì người đó sẽ được phước đức, sẽ được phú quý, sẽ được giàu sang và sẽ được thông minh. Chính vì vậy mà họ canh sau những ngày mưa trời có nắng á, thì họ ùng ùng họ kéo nhau lên núi, vì họ biết rằng đó là giây phút quý thầy đem những quyển kinh cổ Phật ra phơi. Rồi cứ nhiều lần như vậy người ta cứ mặc tình kéo đi, và thực tế thì không biết có ai giàu, không biết có ai phú quý từ cái việc đón được cái cơn gió đi qua những trang kinh hay không. Rồi một hôm, có một vị thầy từ nơi xa đến chùa đó tá túc. Tối hôm đó trời mưa, và sáng hôm sau trời nắng rất là đẹp. Thế là người dân cứ đùng đùng kéo nhau lên núi để hưởng cơn gió, đi qua những trang kinh được phơi.
Ông thầy ông mới hỏi ra cớ sự, tại vì ông là khách mới đến mà. Khi biết được cái sự tình là người dân lên núi để hóng gió, thì ông mới ra, ông chặn đường. Ông giặt cái áo, khoe cái bụng bự của ông ra. Ông lấy tay ông so so cái bụng. Thì người dân đi đường họ thấy ông thầy làm cái hành động quái gở, kỳ quặc quá, khó coi quá. Họ mới báo với quý thầy ở trong chùa. Quý thầy ở trong chùa mới ra mới nói: "Thầy nè, sao thầy làm cái hành động gì kỳ vậy? Thầy nằm giữa đường mà thầy còn vạch bụng ra, thầy khoe, thầy làm gì kỳ vậy? Thầy làm như vậy thì mất hết oai nghi của một người xuất gia." Ông thầy kia mới ngồi dậy cười sò một cái và nói: "Một bụng kinh sống ở đây á, thì không chịu học, lại đi lên đón cái cơn gió của những trang kinh mà những cái trang kinh không biết nói." Đây là một cái câu chuyện để những người Phật tử của chúng ta cần soi sáng trở lại. Chúng ta tụng kinh, chúng ta đọc kinh, chúng ta học những lời của Đức Phật dạy, những lời của chư Bồ Tát, của chư Hiền Thánh Tăng dạy, đó là điều rất là quý, đó là một cái nhân duyên rất là lớn cho chúng ta. Nhưng phải nhớ học, đọc và tụng để chúng ta hiểu được nghĩa lý, hiểu được cái cốt tỷ và cái ý nghĩa trong từng câu, từng chữ, trong lời của Phật, của Tổ dạy. Chứ không phải chúng ta đọc, tụng để cầu giàu sang, cầu phú quý, cầu được cái này, được cái khác. Minh Thiền không có phủ nhận và Minh Thiền cũng không hề nói với Phật tử tụng kinh để cầu cái này, cầu cái kia là sai. Minh Thiền không dám nói sai. Nhưng Minh Thiền góp thêm một cái ý, đó là nếu như tụng kinh để cầu, để xin cái này cái khác, chi bằng hãy học, hãy hiểu, suy ngẫm cho tường tận, tư duy cho thấu đáo, rồi đem lời kinh đó ứng dụng trong đời sống của mình, thì những thứ mà mình cầu tốt lành, cầu phước đức, cầu công đức á, từ những cái việc sống tốt lành, biết bố thí, biết cúng dường, biết hiếu thảo, biết giúp đỡ người nghèo, biết làm những cái chuyện tốt, những cái chuyện công ích á, thì phước đức công đức tự nhiên thành tựu. Ngày hôm nay có một số Phật tử cũng đọc, cũng tụng, cũng lại kinh, đó là điều rất là quý. Nhưng các vị chỉ ngừng lại ở cái việc tụng, đọc, lễ lại để cầu sinh, để ban phước. Điều này chưa đủ. Ứng dụng lời Phật dạy, biết sống hỷ xả, biết sống thương yêu, biết chiến thắng được những phiền não ở trong tâm, biết giúp đỡ những người cùng chung sống, đó mới là ý nghĩa của những lời kinh. Chúng ta ngày hôm nay tụng kinh như vẹt nói. Con vẹt ai dạy cái gì thì nó tập rồi nó nói lại được. Đa phần Phật tử chúng ta tụng đọc những lời kinh nhưng không bao giờ bỏ thời gian để tìm hiểu. Trong khi đó, những bậc trưởng lão, những bậc tôn túc của chúng ta, quý ngài giảng giải từng câu, từng chữ trong kinh rất là tỉ mỉ. Nhưng rồi chúng ta chỉ đọc, chỉ tụng cho nó hết thời, hết buổi. Có để nói với thiên hạ là hôm nay tôi có đến chùa tụng kinh, ở nhà tôi cũng có tụng được sáng thời, trưa thời, chiều thời. Nhưng rồi hỏi tụng cái trong cái bài kinh đó Đức Phật muốn dạy điều gì, muốn nhắc nhớ chúng ta điều gì, chúng ta nói thế nào? Tôi tụng tụng vậy thôi chứ tôi không biết cái gì hết. Như vậy thì chúng ta đang làm cái việc mà chúng ta không biết mục đích của việc làm để làm gì, và chúng ta không sáng tỏ được việc mình đang làm. Như vậy thì có tốn nhiều thời gian nhưng mà cái phần kết quả nó không có như mình mong muốn. Chi bằng mỗi ngày đọc tụng ít thôi, nhưng
tư duy, nghiền ngẫm và tìm hiểu cái đoạn kinh đó. Quý Hòa Thượng, quý Tôn Túc giảng dạy như thế nào? Mình nghe đi nghe lại, suy ngẫm để mình thấy được cái diệu dụng trong từng lời Phật dạy, đem ra ứng dụng tu tập cho nó có kết quả. Những trang kinh không biết nói nhưng trở thành hữu dụng nếu như chúng ta đọc, học, tụng mà biết tư duy và biết ứng dụng. Còn những trang kinh hoàn toàn sẽ vô dụng nếu như chúng ta chỉ đọc để rồi bỏ lướt qua mà không hiểu được nghĩa lý của nó. Lời Phật dạy không phải để chúng ta chỉ đọc tụng thôi, mà phải hiểu thấu được từng cái ý mà Phật muốn chỉ chúng ta điều gì. Cầu chúc cho tất cả chúng ta tụng, đọc và học lời Phật dạy, học tới đâu thấm tới đó, học tới đâu ứng dụng tới đó, để có được an lạc giải thoát trong giây phút hiện tại ứng dụng lời Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.